ấy cao 1m70, nặng 55 kg, có thói quen hút thuốc lá đã qua 30 năm. Đến khám với lý do khó thở. Qua thăm khám hỏi bệnh thấy bệnh diễn biến như sau. Bệnh nhân được chẩn đoán COPD khoảng 10 năm nay với các biểu hiện thường xuyên ho, khạc đờm trắng đục, ho thường xuyên hàng ngày và khó thở khi gắng sức đã khoảng 20 năm. Những năm đầu bệnh nhân thi thoảng thấy ho và khó thở khi làm việc nặng. 10 năm nay hàng năm bệnh nhân có 1 đến 2 lần ho nhiều hơn, buộc phải đi khám và dùng thuốc kháng sinh không rõ. 5 năm nay số đợt nặng trong năm nhiều hơn, bệnh nhân thấy khó thở, khò khè hàng ngày. Được chỉ định thuốc salbutamol xịt. Bệnh nhân có đỡ nhưng không hết triệu chứng, giảm khả năng lao động. 3 ngày nay bệnh nhân sốt 38,5 độ C, khó thở tăng, ho khạc đờm đục, đã xịt thuốc nhưng không đỡ nên đã đến khám. Khám khi vào viện thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thể trạng gầy, mệt nhọc khó thở, phải ngồi dưỡng cổ để thở, thở trúng môi, phù tím hai chân, môi tím nhẹ, tần số thở 35 nhịp một phút, mạch 95 chu kỳ trên phút, nhiệt độ 38 độ C, huyết áp 145 trên 90 mm thủy ngân, lồng ngực, hình thái, đường kính trước sau, trên đường kính ngang bằng 1, các xương sườn nằm ngang, khoang lên sườn giãn rộng, di động, bệnh nhân thở bụng, lồng ngực di động với biên độ thấp, cơ ức đòn trũng luôn ở trạng thái căng, nhất là khi thở ra, hố thượng đòn, hố trên ức và các khoang lên sườn rút lõm theo các thì có hô hấp. Khám phổi, gõ phổi thấy hai bên vang đều, nghe rì rào phế nang giảm, có nhiều gian rít, gian ngáy, gian ẩm, rải rác các gian nổ hai bên phổi. Khám tim, nhịp tim nhanh, tiếng T2 vang và tách đôi. Khám gan, to 2 cm bờ dưới bờ sườn, tĩnh mạch cổ nổi, phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính. Kết quả cận lâm sàng, chụp X quang phổi thẳng nghiêng, đáy phổi quá sáng, vòm hoành dẹt, xương sườn nằm ngang, rốn phổi rộng, tim hình giọt nước, khoảng sáng trước tim và sau tim hẹp, chụp CT scanner, phổi dày thành phế quản, khí phế thủng, thể trung tâm tiểu thùy và hình ảnh cạnh vách. Câu hỏi của nhóm em đó là trình bày cấu tạo về lồng ngực của lồng ngực và những thay đổi của lồng ngực ở trên bệnh nhân này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo về của lồng ngực. Cô và các bạn sẽ quan sát ở hình bên đây theo con chuột mà em đang chỉ. Lồng ngực là một khung xương do 12 đốt sống ngực, từ đốt sống 1 đến đốt sống 12. Các xương sườn và xương ức quay quanh một khoang để chứa đựng các tạng quan trọng như là tim, phổi, có hình nón cụt hẹp ở trên và sẽ rộng ở dưới. Đường kính ngang lớn hơn đường kính trước sau. Đây là đường kính ngang. Còn đường kính trước sau thì chúng ta có thể nhìn khi bệnh nhân quay nghiêng, phía sau sẽ cao hơn phía trước. Lồng ngực thì có 4 thành. Thành trước được cấu tạo bởi xương ức và các sụn sườn. Còn đây là xương ức và hai bên cạnh là các sụn sườn. Thành sau thì được tạo bởi cột sống ngực cong và lồi ra trước. Phần sau các xương sườn lõm thành các rãnh sâu. Đây ạ. Rộng ở hai bên để chứa các thành phần sau của phổi. Và hai thành bên được cấu tạo bởi xương sườn. Các xương sườn và sụn sườn ngăn cách nhau bởi các khoang gian sườn. Có 11 khoang gian sườn được lấp kín bởi các cơ gian sườn và màng gian sườn. Lồng ngực thì có hai lỗ. Lỗ trên lồng ngực là nơi khoang ngực thông với nền cổ. Lỗ được giới hạn bởi đốt sống ngực 1. Đây là đốt sống ngực 1. Đốt sống ngực 1 đây ạ. Ở phía sau. Các xương sườn một ở hai bên và bờ trên của cán ức ở phía trước. Lỗ này thì nằm trên một mặt phẳng trách xuống dưới và ra trước. Lỗ dưới lồng ngực thì lớn hơn, được giới hạn bởi phía sau là đốt sống ngực 12.
Hai bên là các xương sườn 11, 12 đây ạ. Phía trước là các sụn sườn từ sụn sườn số 7 đến sụn sườn 10 và trên mỏm mũi kiếm xương ức. Đây chính là lỗ dưới của lồng ngực. Các bờ sườn và sụn sườn ở hai bên lỗ dưới lồng ngực chạy chéch lên trên và vào trong. Lỗ dưới lồng ngực thì có đường kính ngang dài hơn đường kính trước sau và nằm trên một mạc phẳng chéch xuống dưới và ra sau ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những thay đổi của lồng ngực ở bệnh nhân này. Thì bệnh nhân có lồng ngực hình thùng thì chúng ta sẽ so sánh giữa các trạng thái bình thường và trạng thái của bệnh nhân. Thì đầu tiên đó là về tỷ lệ đường kính trước sau, đường kính ngang của bệnh nhân đó là bằng 1, còn ở người bình thường thì đường kính trước sau trên đường kính ngang khoảng 0,7 đến 0,75. Ở các chiều hướng của xương sườn thì ở bệnh nhân thì các xương sườn nằm ngang, còn ở trạng thái bình thường thì từ cột sống ngực chạy lệch xuống dưới và ra ngoài rồi vòng ra trước và xuống dưới, cuối cùng vòng vòng vào trong để xuống dưới dính vào các sụn sườn. Khoang lên sườn thì khoang lên sườn của bệnh nhân giãn rộng, còn khoang khoang lên sườn ở người bình thường thì bình thường. Về động tác thở thì bệnh nhân thở bụng, lồng ngực di động với biên độ thấp, cơ ức đòn trũng luôn ở trạng thái căng nhất là thì thở ra, hố thượng đòn, hố trên ức và các khoang lên sườn rút lõm theo các thì của hô hấp. Và chúng ta giải thích thì bệnh nhân COPD có lồng ngực cố định ở vị trí thở vào có dạng hình thùng, vù ở phần trên lồng ngực, vai nhô lên, lồng ngực cử động cả khối, tần số thở tăng. Thì lồng ngực luôn co giãn lúc hít vào và thở ra. Khi lồng ngực phải giãn quá mức trong thời gian dài, hít vào tối đa thì sẽ làm cho các cơ hô hấp cũng như như cơ thang, cơ liên sườn và cả cơ hô hấp phụ là cơ ức đòn trũng, cơ hô hấp ở cổ như rũn lõm, hố trên ức, trên đòn hoạt động quá mức, kéo dài gây thay đổi cấu trúc của ngực, tăng kích thước trước sau của lồng ngực dẫn đến là đường kính trước sau trên đường kính ngang sẽ bằng 1 ạ. Khi lồng ngực căng giãn thì cơ hoành hạ thấp làm cho các khe gian sườn ở thấp bị rút lõm và đáy bên của lồng ngực bị co hẹp lại khi thở vào, và đó là dấu hiệu ho hu vơ. Do không khí hít vào không thở ra hết được mà nên là bệnh nhân cố gắng thở mạnh hơn để duy trì thông khí, sẽ dẫn đến là bệnh nhân sẽ thở bụng, nhưng do lâu ngày khí ứ động nhiều lồng ngực của bệnh nhân sẽ phình to theo chiều trước sau ạ. Cho nên là phần trình bày của nhóm em, cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta vừa nghe xong bài trình bày của nhóm 1, lớp mình có nhận xét gì không em? Câu hỏi gì cho nhóm 1 không? Câu hỏi này của chúng ta có hai ý, đúng không ạ? Ý thứ nhất là chúng ta trình bày về cấu tạo của lồng ngực. Đó, ý thứ hai là từ cấu tạo giải phẫu bình thường thì chúng ta xem là ở bệnh nhân này thì lồng ngực của bệnh nhân có những thay đổi gì. Đó, thì các bạn xem là bài của nhóm 1 các bạn chúng ta đã trình bày được hai ý của câu 1 chưa? Lâm Thùy Linh nào. Thùy Linh đâu? Em cô là nhóm đã trình bày được các ý rồi ạ. Có chỗ nào em chưa hiểu cần hỏi nhóm để làm rõ hơn không? Dạ, hiện tại là em chưa có câu hỏi nào đâu. Rồi, cảm ơn em. Mây nào, Đinh Thị Mây. Em thưa cô là em thấy bài của các bạn trình bày khá là đầy đủ và em cũng chưa có câu hỏi nào dành cho nhóm bạn ạ. Rồi, cảm ơn em. Tuấn Nam có câu hỏi gì không em?
Dạ thưa cô, em không có câu hỏi gì ạ. Ừ. Lớp mình các bạn có vấn đề gì cần nhóm một giải đáp nào? Rồi thì ở đây cô có một số ý kiến với bài của nhóm 1 như thế này nhá. Thứ nhất là về phần cấu tạo của lồng ngực thì các bạn chúng ta cũng trình bày được về cấu tạo của lồng ngực về mặt giải phẫu thì được mô tả là một thì ạ khi có hình nón cụt đúng không, gồm có 4 thành 2 lỗ vân vân. Các bạn cũng mô tả về chiều hướng của các cái xương sườn bình thường và những cái biến đổi ở trên lồng ngực bệnh nhân này thì các bạn có nhắc đến một cái chi tiết đấy là đường kính trước sau trên đường kính ngang ở bệnh nhân ấy, thì bằng 1, còn bình thường thì nó là 0,7 đến 0,75 đúng không ạ? Vậy thì người ta xác định những cái đường kính này của lồng ngực bằng cách nào? Theo các bạn thì làm thế nào để người ta đánh giá được cái sự thay đổi của đường kính lồng ngực ở bệnh nhân? Em nói cô là em nghĩ là mình đánh giá cái lồng ngực của bệnh nhân bằng cách là mình nhìn khi mà bệnh nhân hít thở ạ. Ừ, thứ nhất là nhìn. Rồi. Nhìn thì có phát hiện ra được là bệnh lồng ngực của bệnh nhân thay đổi về cấu tạo không? Em nghĩ là sẽ có ạ. Nó sẽ có, nó sẽ phình và nó sẽ có hình như mô tả là nó sẽ hình hình hộp ấy ạ. Ừ, hình thùng, lồng ngực hình thùng. Vâng ạ. Như vậy là với những trường hợp mà lồng ngực của bệnh nhân có thay đổi rõ, tức là ví dụ như là bệnh nhân này của chúng ta, bệnh nhân đã có cái tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rất lâu rồi, đúng không ạ? Thì các em thấy là lúc này nó đã làm thay đổi cái cấu trúc và hình thái lồng ngực của bệnh nhân đó, ở cái dạng mà chúng ta mô tả lồng ngực bệnh nhân có hình thùng. Vậy thì các em nhìn thấy là với cái hình dáng mô tả lồng ngực như thế này, thì khi mà chúng ta tiếp cận với bệnh nhân, chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân thì hoàn toàn chúng ta có thể nhìn thấy được sự thay đổi này. Đúng không? Đấy là với những bệnh nhân đã có sự thay đổi rõ về hình thái lồng ngực. Thế còn với những trường hợp mà bệnh nhân chưa có sự thay đổi rõ về hình thái lồng ngực để chúng ta có thể xác định được bằng mắt thường, thì chúng ta sẽ đánh giá hình thái lồng ngực bằng cách nào? Với những trường hợp mà các em nhìn thì các em thấy là nó không thay đổi gì, nhưng mà chúng ta muốn bằng một cái cách nào đó chính xác hơn, chúng ta xác định xem là lồng ngực bệnh nhân đã có bắt đầu có sự thay đổi chưa, thì các em sẽ làm như thế nào? Thảo nào? Em cô là em sẽ nghĩ là cho bệnh nhân chụp X quang và mình có thể sử dụng các cái dụng cụ để đo đo vòng ngực các thứ ấy ạ. Đấy là cận lâm sàng, tức là áp dụng những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh đúng không? Vâng. Nhưng mà trước khi cho bệnh nhân đi chẩn đoán hình ảnh thì có cách nào để chúng ta thăm khám lâm sàng không? Mình nhìn sờ ngõ nghe. Nhìn rồi, nhìn rồi đúng không? Nhìn rồi không thấy thay đổi thì sẽ phải làm gì? Mình gõ. Gõ thì làm sao thấy được sự thay đổi của lồng ngực? Không có. Sẽ phải làm gì nhỉ? Chúng ta đang đánh giá về đường kính. Mà muốn xác định được đường kính thì phải làm gì ạ? Đo bằng mình có thể sờ và đo bằng tay. Đúng rồi, chúng ta phải đo, đúng không? Chúng ta phải đo đường kính lồng ngực. Đó. Chúng ta phải đo đường kính lồng ngực. Để các em thấy là ở đây chúng ta tính ra tỷ lệ đấy, đúng không ạ? Chúng ta đo, chúng ta xác định đường kính trước sau. Đó, chúng ta xác định đường kính ngang, sau đó các em thấy là người ta sẽ tính ra được tỷ lệ. Đó, bình thường là bao nhiêu và như thế nào thì là bất thường, đúng không? Thì trên hình ảnh này của nhóm các em cũng có thể nhìn thấy là người ta minh họa cho đường kính ngang và đường kính trước sau của lồng ngực. Thì chúng ta sẽ có những mốc đo ở trên lâm sàng. Đó. Với đường kính ngang thì chúng ta sẽ đo giữa hai đường nách giữa, đúng không? Đo giữa hai đường nách giữa. Thế còn với đường kính trước sau thì chúng ta sẽ đo từ mũi ức cho tới mỏm gai của đốt sống ngực 8 hoặc 9, đúng không ạ? Mỏm gai của đốt sống ngực. À. Đấy là với đường kính trước sau. Thế còn giống như bạn Thảo nói là ngoài thăm khám lâm sàng ra thì chúng ta cũng có thể cho bệnh nhân làm các xét nghiệm cận lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là chụp X quang để đánh giá về cái sự cân xứng của lồng ngực, hoặc là trên những cái phim chụp ví dụ như chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được đường kính của lồng ngực, đúng không ạ? Và từ đó chúng ta có thể tính ra được cái chỉ số để chúng ta xem là cái tỷ lệ đường kính lồng ngực của bệnh nhân có thay đổi không. Đó. Ngoài đo đường kính ra thì các bạn thấy là còn một cái phương pháp đo nữa, người ta đánh giá về lồng ngực, đấy là đo hiệu số hô hấp.
đo hiệu số hô hấp, tức là người ta đo chu vi của lồng ngực. Đó, chu vi của lồng ngực. Vừa rồi chúng ta nói là chúng ta đo đường kính, đúng không ạ? Đường kính ngang và đường kính trước sau của lồng ngực. Nhưng mà người ta cũng có thể đo chu vi của lồng ngực. Đo chu vi của lồng ngực. Người ta sẽ đo ở hai thì, đó là thì hít vào và thì thở ra. À, người ta bảo bệnh nhân hít vào, người ta đo, sau đó bảo bệnh nhân thở ra để chúng ta đo. Thì chúng ta sẽ có những cái mốc để chúng ta đo, đúng không ạ? Chúng ta có mô tả là mốc thứ nhất là chúng ta đo ở ngay dưới hố nách. Đó, đo qua hố nách này, đo qua núm vú này, hoặc là qua điểm thấp nhất của bờ sườn này. Đó. Thì chúng ta sẽ đo trong hai thì đó, sau đó tính ra được một con số, và con số đó người ta gọi là hiệu số hô hấp. Đó, hiệu số hô hấp. Hiệu số hô hấp này nó sẽ giảm ở trong một số bệnh lý liên quan đến gì ạ? Liên quan đến thông khí. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta thay đổi, chúng ta đánh giá về cái hình thái của lồng ngực. Đó. Thì có hai cái phương pháp, đúng không? Thứ nhất là chúng ta tham khảo lâm sàng, thứ hai là cận lâm sàng. Lâm sàng thì có gì ạ? Đánh giá qua nhìn, đúng không? Nhìn và chúng ta đo đường kính hoặc chu vi lồng ngực. Hoặc là chúng ta có thể gì ạ? Sử dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh để chúng ta đánh giá về cái hình thái của lồng ngực. Đó. Thế thì các bạn thấy rằng cái việc mà bệnh nhân của chúng ta có thay đổi hình thái lồng ngực ở đây là do tình trạng bệnh lý, đúng không ạ? Do tình trạng bệnh lý. Ngoài tình trạng này thì chúng ta có thể gặp những dị dạng bẩm sinh về lồng ngực, dị dạng bẩm sinh về hình thái lồng ngực. Thì ở đây các bạn chúng ta có thể quan sát một số những cái hình ảnh sau đây để chúng ta xem là với hình thái nó gì. Các bạn nhìn thấy màn hình của cô rồi đúng không? Nhìn thấy chưa các em? Em thấy ạ. Ở đây. Đó, thì chúng ta thấy là một số dị dạng của lồng ngực ấy, thì chúng ta sẽ có những dị dạng thường gặp và những dị dạng hiếm gặp. Dị dạng lồng ngực thường gặp ở đây thì chúng ta có ba loại. Chúng ta có thể gặp bệnh ngực lõm, đối nghịch với ngực lõm, đó là chúng ta gặp tình trạng ngực lồi, hay chúng ta gọi là ngực ức gà. Và cái tình trạng thứ ba hiếm gặp hơn, đó là bệnh lý hở xương ức. Thì các em thấy là những dị dạng bất thường về lồng ngực thì nó thường là những cái khiếm khuyết trong quá trình hình thành các xương, mà chủ yếu chúng ta gặp ở đây là xương ức, xương sườn và sụn sườn. Đó. Thì các em thấy là với bệnh ngực lõm ấy, thì nó sẽ làm cho thành ngực trước của bệnh nhân bị lõm sâu vào trong, có thể đối xứng hoặc không đối xứng. Và cái điểm sâu nhất mà chúng ta gặp ấy, thì nó thường nằm ở ngay trên mũi ức. Đó. Và lúc này thì các bạn thấy là lồng ngực bệnh nhân sẽ dẹt hơn bình thường. Đúng không ạ? Lồng ngực bệnh nhân sẽ dẹt hơn bình thường do thành ngực trước nó lõm sâu ở trong ấy. Thế nên lúc này nó sẽ làm cho đường kính của lồng ngực, đường kính của đường kính trước sau của lồng ngực nó lại giảm, khác với lồng ngực hình thùng là tăng về đường kính trước sau, đúng không ạ? Thì với bệnh ngực lõm này các bạn thấy là nó sẽ làm cho đường kính trước sau của lồng ngực giảm, và khi mà thành ngực trước lõm sâu ở trong như vậy thì các bạn thấy là nó sẽ làm giảm cái thể tích của khoang ngực, làm giảm thể tích của khoang ngực và có thể chèn ép vào các tạng nằm trong lồng ngực, ví dụ như chèn ép vào tim, chèn ép vào phổi, đúng không? Đó. Đấy là một cái dị tật mà chúng ta có thể gặp. Nha. Các bạn nhìn thấy bệnh ngực lõm này, mà có thể lõm ở các cái mức độ khác nhau, từ nhẹ cho tới nặng. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái dị tật khác, chúng ta gọi là dị tật xương ức gà, hay còn gọi là ngực lồi. Thì các bạn thấy là lúc này thì các xương sườn nó lại lồi ra phía trước, các xương sườn nhô lồi ra phía trước, nó có thể chỉ là lồi nhẹ thôi hoặc nó nhọn hẳn ra. Thì khác với cái dị tật ngực lõm là thành ngực lõm vào, thành ngực trước lõm vào thì gây chèn ép vào các tạng, thì cái dị tật ngực lồi này nó lại ít gây chèn ép vào các tạng nằm trong lồng ngực. Nhưng mà nếu mà ngực lồi nhiều á, tức là các cái xương sườn nó nhô lồi ra phía trước quá nhiều, thì lúc này nó lại ảnh hưởng tới thẩm mỹ, đúng không ạ? Ngực bệnh nhân lồi ra trước quá nhiều, nó lại làm mất cái tính thẩm mỹ của cơ thể, đó làm cho bệnh nhân bị tự ti, đúng không? Đấy là với cái tật ngực lồi. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể gặp một cái ít gặp hơn, đấy là hở xương ức. Hở xương ức thì cái này hiếm gặp hơn so với bệnh ngực lõm và bệnh ngực lồi. Thì đây là do cái khiếm khuyết trong quá trình phát triển của xương ức, nó sẽ dẫn tới tình trạng khuyết hỏng một phần xương ức và đặc biệt là cái vùng cán ức. Vùng cán ức. Thì với tất cả những cái dị tật về bẩm sinh về lồng ngực này thì cái phương pháp điều trị duy nhất đó là phẫu thuật. Đúng không ạ? Phương pháp điều trị là phẫu thuật. Sau đó thì người ta sẽ sử dụng các vật liệu cố định để cố định thành ngực, giúp cho cái quá trình hồi phục của bệnh nhân. Thì đấy là chúng ta thấy là đấy là dị dạng lồng ngực bẩm sinh. Đúng không ạ? Thế còn cái sự thay đổi lồng ngực của bệnh nhân của chúng ta ở đây là do bệnh lý. Đó, bệnh lý. Thế còn các bạn chúng ta nhóm 1 ấy cũng đưa ra là tại sao bệnh nhân này lại có lồng ngực hình thùng, đúng không ạ? Thì phần này các bạn chúng ta sẽ được giải thích ở phần chặng của sinh lý nha. Những cái thay đổi của lồng ngực bệnh nhân này, những cái biểu hiện khó thở của bệnh nhân này, tại sao các xương sườn lại nằm ngang, khoang liên sườn lại giãn rộng này, tại sao lại có biểu hiện
co rút các cơ hô hấp này. Đó, thì phần này các bạn sẽ được giải thích ở trạng sinh lý nha. Ở đây chúng ta đi về cái mặt giải phẫu thì các bạn nắm được cho cô về cấu tạo của lồng ngực và những cái thay đổi của lồng ngực ở bệnh nhân này, được chưa? Đó, đấy là cái câu hỏi thứ nhất của chúng ta. Các bạn chúng ta còn muốn trao đổi gì thêm ở câu này không em? Nó không ạ. Rồi, tiếp tục câu tiếp theo nhé, mời nhóm 2 nào. Dạ vâng ạ. Cô và các bạn đã nhìn thấy báo cáo chưa ạ? Cô nhìn thấy rồi. À, sau đây em xin thay mặt nhóm 2 thuyết trình về ca lâm sàng hôm nay. Câu hỏi của nhóm em là mô tả nguyên lý bản tận động tác của các cơ hô hấp. Các cơ hô hấp là các cơ tham gia vào quá trình hô hấp. Em chuyển slide đi. Em phóng to màn hình lên, em chỉnh chiếu toàn màn hình, sau đó em chuyển slide đi. Nó vẫn đang ở slide đầu tiên. Oh, em vừa chuyển slide rồi mà nhỉ. Các bạn có nhìn thấy không? Cô không nhìn thấy nhỉ? Từ từ, đợi anh đi. Ê, cô và các bạn nhìn thấy chưa? Từ rồi, cô nhìn thấy rồi. À, xin bắt đầu lại. Các cơ hô hấp là các cơ tham gia vào quá trình hô hấp được chia làm hai loại trình, đó là cơ hít vào và cơ thở ra. Hít vào là một động tác chủ động đòi hỏi tiêu tốn năng lượng và cho sự co của các cơ hô hấp. Thở ra thì thông thường là động tác thụ động. Các cơ hít vào ở giai đoạn này không co nữa, chúng sẽ giãn ra và trở thành vị trí trở về vị trí cũ, làm cho lồng ngực trở về vị trí ban đầu. Đôi khi cố gắng thở ra hết sức thì cần huy động thêm một số cơ nữa, chủ yếu là các cơ ở thành bụng. Các cơ có 9 cơ tham gia vào động tác hít, cơ hoành, cơ bậc thang, cơ răng to, cơ răng bé, cơ liên sườn trong, cơ liên sườn trong cùng, cơ liên sườn ngoài, cơ ngực lớn và cơ ngực bé, và 3 cơ tham gia động tác thở ra, đó là cơ chéo to hay gọi là cơ chéo bụng ngoài, cơ chéo bé hay gọi là cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng. Đầu tiên về các cơ cho động tác hít là cơ hoành nguyên ỉ thì gồm 3 đoạn. Đoạn cột sống thì gồm các thứ cơ bám chặt vào các đốt sống lưng 2 và 3 tạo nên 2 cột trụ chính và 2 cột trụ phụ. 2 cột trụ chính thì bắt chéo nhau thành hình số 8 cùng với cột sống giới hạn lên lỗ động mạch chủ sau và lỗ thực quản đằng trước. Hai cột trụ phụ thì mạnh hơn nằm ngoài các cột trụ chính tới bám vào bề mặt đốt sống lưng thứ hai. Đoạn sườn thì gồm các thứ cơ bám vào các sụn sườn và sau xương sườn cuối. Đoạn ức thì gồm các thứ cơ bám vào các và sau xương ức. Bám tận thì các thứ cơ chạy đằng vòm bám tận vào trung tâm gân. Ở trên hình thì chưa thể hiện rõ được sự bám của các cơ, nhưng mà em xin phép sang cơ tiếp theo. Cơ thứ hai là cơ từ từ chưa thể hiện rõ, nhưng mà có nhìn thấy không, có nhìn thấy phần cơ hoành nguyên ủy của cơ hoành không, nhìn thấy đoạn cột sống, đoạn sườn, đoạn ức không em? Hình này nhìn thấy không? Có ạ. Bởi vì nhìn thấy nó tạo thành hai cái cột trụ. Em chỉ cho các bạn đi, cho các bạn nào. Hình như là không nhìn thấy như vậy. Ở đây hình này khi mà nhìn từ mặt dưới cơ hoành thì chúng ta có thể nhìn được một phần nguyên ủy của cơ hoành, chứ không phải không nhìn thấy đâu. Đúng không? Đặc biệt là cái phần đoạn cột sống, đoạn nó bám vào cột sống thắt lưng ấy, chúng ta nhìn thấy rõ mà. Vấn đề là ở đây là các bạn để hình nhỏ quá. Đó, các bạn chúng ta đang để cái hình nó hơi bị nhỏ. Nó khó nhìn thôi. Em xin phép tiếp tục ạ. Ừ. Hai là cơ bậc thang thì gồm có 3 cơ bậc thang, cơ bậc thang trước, giữa và sau. Cơ bậc thang trước thì nguyên ủy là ở cổ trước mỏ ngang đốt sống cổ thứ 3 đến thứ 6. Bám tận là củ vào cơ bậc thang trước mặt trên xương sườn thứ nhất. Ở cơ bậc thang giữa nguyên ủy là củ sau đốt sống cổ từ thứ 2 đến thứ 6. Bám tận là mặt trên xương sườn 1 sau cơ bậc thang trước. Cơ bậc thang sau thì nguyên ủy là củ sau mỏ ngang các đốt sống cổ 4 5 6. Bán tận là mặt ngoài xương sườn 2 sau đồi củ của cơ thang trước. Cơ thang thế này là cơ thang to. Cơ thang to nguyên ủy bán tận từ mặt ngoài phần trước 10 cơ sườn đầu tiên, xương sườn đầu tiên bán tận mép trước bờ trong xương vai, tác dụng liều tì vào lồng ngực, kéo xương vai ra ngoài và ra trước thì áp sát xương vai vào lồng ngực, liều tì vào
xương vai sẽ kéo xương sườn lên. Cơ răng bẻ sau trên nguyên ủy của nó làm mỏm gai đốt sống cổ thứ 7 và mỏm gai của đốt sống lưng từ 1-3 bám tận bờ trên và mặt ngoài các cơ xương sườn 2-3-4-5. Cơ răng bẻ sau dưới nguyên ủy là mỏm gai đốt sống thắt lưng 11-12 và đốt sống lưng thứ nhất và đốt sống lưng thứ hai bám tận là bờ dưới và mặt ngoài 4 xương sườn cuối. Cơ liên sườn ngoài nguyên ủy mỗi bên có 11 cơ căng giữa hai xương sườn liên tiếp đi từ lồi củ sườn phía sau, đường đi là ở phía sau lồng ngực. Các thớ của cơ răng sườn ngoài chạy chếch xuống dưới và ra ngoài, ở phía trước các thớ chạy xuống dưới ra trước và vào trong bán tận. Đầu ngoài xương sườn ở phía trước tác dụng nâng các cơ xương sườn khi hít vào. Cơ răng sườn trong cùng nằm sâu nhất và bám vào hai vào mặt trong hai xương sườn liền kề chạy cùng hướng với thừa cơ răng sườn trong. Cơ đoàn trụ nguyên ủy xương ức chạy đoàn chạy chếch lên ra sau bám tận là bám vào xương trũng và xương chẩm, tác dụng làm nghiêng đầu vào một phía một bên và quay mặt sang bên đối diện. Cơ ngực lớn nguyên ủy là bám vào hai phần ba trong xương đòn xương ức sụn sườn 1-6 xương sườn 5-6 và gân cơ thẳng bụng bám tận mép ngoài của giãn cơ nhị đầu và xương cánh tay, tác dụng khi cánh tay cố định hướng thân mình và lồng ngực lên. Còn cơ ngực bé nguyên ỉ bám vào xương sườn 3-4-5 bám tận mỏm quạng xương vai, tác dụng kéo xương sườn lên. Động tác hít vào phụ thuộc vào cơ ngực bé, cơ ngực lớn và cơ toàn trụ. Tiếp đến các cơ tham gia vào động tác thở ra, nhất là cơ chéo to hay còn cơ chéo bụng ngoài. Nguyên ủy là từ mặt ngoài đầu trước 7 xương sườn cuối chạy chếch từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong sau ra trước bán tận vào đường thẳng giữa màu trậu dây chằng vẹn xương mu. Tiếp theo là cơ chéo bé hay gọi là cơ chéo bụng trong, nguyên ủy bám từ 1/3 ngoài dây chằng bẹn 3/4 trước màu trậu và đốt sống lưng thứ 5 bám tận bám vào bờ dưới các xương sườn 10-12 và đường trắng giữa của mu. Cuối cùng của cơ ngón cơ hít vào là cơ ngang bụng nguyên ủy lở ngoài dây chằng bẹn màu trậu mỏm ngang đốt sống thắt lưng và 6 xương sườn cuối bám tận là đường trắng giữa và củ mu. Và bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết ạ. Cảm ơn cô và các bạn đã nghe. Rồi, cảm ơn các em. Chúng ta có một câu hỏi số 2 này. Câu này là đơn thuần là cần thiết thôi, đúng không? Câu này thì chúng ta mô tả về nguyên ủy bám tận động tác của các cơ tham gia vào các động tác hô hấp. Và các bạn chúng ta sẽ được học về sinh lý của các cơ hô hấp ở chặng phía sau. Đó. Thế nên câu này nó là tiền đề cho sau thì chúng ta giải thích về động tác của các cơ này có tham gia vào các khí hô hấp như thế nào. Thì ở đây chúng ta có học lại về các cái cơ này. Tại sao nó lại học lại về các cơ này học rồi, đúng không ạ? Các bạn đã mô tả ở phần đại mẫu module cơ sở 1 rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn lại một chút. Thứ nhất là các bạn bật lại cho cô bật sang cái slide của cô bậc thang này. Em tắt cái chỗ cái phần đang chia sẻ, ấn vào cái chữ ẩn đi để cho nó mất cái dòng ấy, chúng ta nhìn thấy toàn bộ chữ rồi. Đây chúng ta nhìn thấy cái cơ bậc thang ấy nhá, thứ nhất là về động tác của cơ hoành, đây là cái cơ tham gia vào động tác hô hấp chính rồi, đúng không ạ? Em nói cho cô là tại sao cái cơ hoành khi mà cơ hoành nó co ấy, thì tại sao nó lại là cơ hít vào? Cô hỏi lại được không? Bọn nãy động tác của cơ hoành, động tác của cơ hoành thì nó là động tác của nó như thế nào nhỉ? Em trình bày cái phần quay lại cho cô slide cơ hoành, bắt đầu từ cơ hoành đi. Nào, rồi động tác cơ hoành nào. Động tác cơ hoành là gì đây? Khi hít vào cơ hoành nâng lên làm tăng thể tích lồng ngực.
Nói thế này. Như cái ngày gì nhỉ? Các bạn đợi một chút nhé, cho nó hết cái thông báo chỗ cô ấy, cho nó đỡ ồn. Rồi nào, quay lại nhá. Chỗ này động tác của cơ hoành các bạn mô tả là khi hít vào, cơ hoành nâng lên làm tăng thể tích lồng ngực. Lớp có thấy chỗ này có vấn đề gì không? Có. Cơ hoành nâng lên thì làm sao làm tăng được thể tích của lồng ngực à, Khánh? Cơ hoành hạ xuống ạ. Cơ hoành hạ xuống, chỗ này bị nhầm hả? Vâng, chắc nhầm một chút kỹ thuật. Học kỹ thuật à? Rồi, chỗ đấy chỉnh lại nhá. Cơ hoành hạ xuống thì mới làm tăng thể tích lồng ngực chứ, đúng không? Nên nó mới là cơ hít vào nhá. Rồi, như vậy là đấy là động tác của cơ hoành tham gia vào động tác hít vào là như vậy. Thế còn cơ bậc thang nào? Tiếp theo cơ bậc thang, tại sao cơ bậc thang nó lại là cứ hít vào nào? Thì cô đợi em thì đợi em nghiên cứu một chút. Khi cái cơ bậc thang này nó co thì nó lại sẽ làm thay đổi thể tích lồng ngực như thế nào? Làm thể tích lồng ngực tăng lên. Tại sao lại tăng? Đoạn cơ bậc thang chắc là nó sẽ di chuyển nên thì sẽ làm lồng ngực giãn ra. Tại sao nó lại làm cho thể tích lồng ngực tăng lên? Em nhìn vào chỗ động tác của cơ bậc thang nhóm em viết. Ở đấy viết là gì? Gấp nhẹ và thay cổ lưng xương sống 1 và 2 lên. Cái gì? Đọc lại em nào. Lưng xương sống 1, 2 lên ạ. Nâng xương gì? Xương sống cọ cổ hơi lưng. Nâng cái gì? Xương sống 1, 2 á. Xương sống 1, 2 là gì?
À, nâng cái gì lên hả Khánh? Cơ cơ đại em bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh, chị đâu một sự bình tĩnh. Hay dùng ạ. Nhóm 2, nâng cái gì đấy? Em thưa cô ở nâng xương sườn ạ. À, nâng xương sườn, viết tắt cho bạn dịch. Nâng xương sườn 1-2 lên đúng không? Và các bạn thấy là khi mà xương sườn được nâng lên ấy, thì đương nhiên là nó làm tăng thể tích lồng ngực. Đúng không ạ? Rồi, đấy là cơ bậc thang. Tiếp theo nào? À, cơ răng to. Rồi, động tác cơ này thì rõ ràng rồi. Đúng không? Các bạn thấy là khi mà chúng ta mô tả là gì đây? Nếu mà cái phần trong động tác của cơ ấy, tức là nếu cái đầu co là đầu nó tì vào xương vai thì động tác của cơ này nó sẽ là kéo các xương sườn lên, bởi vì các bạn thấy là cơ răng to này nó bám vào thì 10 xương sườn đầu tiên, đúng không, mặt ngoài phần trước của 10 xương sườn đầu tiên, nên mà khi mà cái cơ này nó co ấy, thì nó sẽ kéo các xương sườn này lên và đương nhiên nó sẽ làm tăng thể tích của lồng ngực. À, rồi đó là cơ răng to. Tiếp nào, cơ răng bé. Khánh chỉ cho cô hai cơ răng bé mà em đang mô tả. Cô đợi em đi. Cô điện thoại. Đâu là cơ răng bé sau trên, đâu là cơ răng bé sau dưới. À, cơ răng bé trên là chuột đâu nhỉ? Ở đây chắc là đoạn này. Đâu? Đây. Ờ, đấy là cơ răng bé sau trên, cơ răng bé sau dưới đâu? Đây. Để nhẽ ra là lúc nãy là khi mô tả là phải chỉ luôn rồi, đúng không? Thì các bạn theo dõi. Ừ, cho bây giờ chỉ lại đấy, các bạn nhìn thấy là phần bám tận của hai cơ này nó đều bám vào các xương sườn, đúng không? Cơ răng bé sau trên thì bám vào các xương sườn thứ 2 đến 5, răng bé sau dưới thì bám vào các xương sườn cuối, đúng không ạ? Thế nên là khi mà các cơ này co thì nó cũng sẽ làm nâng các cái xương sườn lên. À, rồi còn cơ gì nữa thuộc về nhóm cơ hít vào này, còn cơ gì nữa? Cơ liên sườn ạ. À, có mấy cơ liên sườn hả Khánh? Ba. Ừ, cơ liên sườn gì? À, cơ liên sườn trong, cơ liên sườn ngoài với cả cơ liên sườn trong cùng ạ. Không ai kể tên như thế, kể phải kể theo thứ tự. À, cơ liên sườn trong, cơ liên sườn trong. À đó, từ từ. Như là cơ liên sườn ngoài trước, xong cơ liên sườn trong, xong cơ liên sườn trong cùng. Ừ, rồi đấy là từ ngoài vào trong, từ nông vào sâu, đúng không? Rồi, cả lớp chúng ta lưu ý là ngoài cái cách đọc tên mà bạn Khánh vừa đọc ấy, vừa kể ấy, thì chúng ta còn một cách gọi tên ba cơ liên sườn nữa. Đấy là cơ liên sườn gì ạ? Ngoài, cơ liên sườn giữa và cơ liên sườn gì? Trong. Chúng ta có hai cái cách gọi tên ấy. Nên là khi mà các bạn đọc tài liệu ấy, thì chúng ta phải đọc một cách tổng thể cho người ta đang mô tả cơ liên sườn, người ta gọi tên theo cách nào để chúng ta tránh nhầm lẫn. Rồi, tiếp theo nào. À, tiếp theo là cơ ức đòn thủng ạ. Cơ ức đòn thủng là cơ thuộc động tác nào của hô hấp? À, cơ ức đòn thủng là thuộc hít vào. Hít vào. Đây có phải cơ tham gia vào động tác hít vào thông thường không? Em nghĩ là chắc là câu hỏi thì chắc là không rồi. Sang chuyển sang slide tiếp theo đi. Đó, lúc nãy em vừa đọc cái dòng chữ yên động kìa, nhớ không? Vâng. Là gì? Hít vào phụ thuộc là hít vào phụ là cơ ngực bé, cơ ngực lớn và cơ ức đòn thủng. À, cơ ngực bé, cơ ngực lớn và cơ ức đòn thủng người ta gọi là cơ hít vào phụ. Cơ hít vào phụ nghĩa là nó không tham gia vào động tác hít vào thông thường. Những cơ mà chúng ta vừa mô tả ấy, là cơ tham gia vào động tác hít vào thông thường. Thế còn các cơ hít vào phụ là cơ tham gia vào động tác gì ạ? À, cũng là động tác hít vào nhưng mà kiểu là ít ít hơn nhỉ? Ít hơn là như nào?
Nhóm 2 nào? Các cơ hít vào phụ này nó tham gia vào động tác gì các em? Chắc là khi kiểu có trạng thái bất thường trong cơ thể thì với cái cơ này nó sẽ tham gia hỗ trợ được hít. Không phải bất thường đâu mà khi chúng ta gắng sức thì có huy động đến các cơ hít vào phụ rồi nhá. Cơ này nó tham gia vào động tác hít vào gắng sức, không phải động tác hít vào bất thường. À vâng. Nãy mô tả ở đầu đã có mô tả là có hít vào thông thường và hít vào gắng sức rồi. Đúng không? Ừ. Đó, đấy là các cái cơ hít vào rồi, mô tả động tác và các cơ này tham gia vào động tác hít vào như thế nào thì các em sẽ được học ở phần sinh lý nhá. Thế còn cơ thở ra thì có cơ gì nữa? Cơ thở ra thì có 3 cơ là cơ chèo bé, cơ chèo to và cơ ngang bụng ạ. Đúng không? Chắc không? Đúng. Chắc. Thật chắc không? Chắc ạ. Thế sao thì trên kia game em biết là cơ đây là cơ tham gia động tác thở ra hết sức. Ok hả? Không, vừa nãy lúc mà em thuyết trình em đọc là thì em chỉ đọc là các cơ tham gia thở thôi ạ. Cái hết sức này chắc là do lỗi kỹ thuật. Có phải lỗi kỹ thuật không nhóm 2? Ở nhóm 2 bạn thấy bạn ấy nói thế có đúng không? Đâu nhóm 2 đâu rồi? Bạn đại diện cho nhóm mình nói thế có đúng không? Em nghĩ là các cơ trên thì nó cũng tham gia vào quá trình thở ra, thì lúc thở ra nó giãn thì nó cũng làm giảm thể tích lồng ngực. Đúng. Ủa, nè, quay lại cho cô slide đầu tiên của nhóm em. Là bắt đầu trình bày á. Thì trước đấy, đây. Nào. Đọc đi. Đọc thấy chỗ thở ra thông thường chưa? Rồi. Ừ. Thở ra thông thường là một động tác gì? Thụ động. Lúc này các cơ hít vào không co nữa. Chúng giãn ra trở về vị trí cũ làm cho lồng ngực trở về vị trí ban đầu. Nghĩa là thở ra thông thường có các cơ của thành bụng tham gia không? Không. Không, đúng không? Mà chỉ khi thở ra hết sức cần làm hẹp thêm thì giảm thêm vị trí của lồng ngực ấy, thì mới có các cơ mà về các cơ ở thành bụng ấy. Nó mới ép thêm vào để làm giảm thể tích của lồng ngực thôi, đúng không? Thế nên cơ đấy người ta gọi là cơ thở ra thì đấy hết sức nhá. Chứ không phải là sai đâu, mà đấy là tại các em không đọc bài thôi, đúng không? Đúng rồi, chỗ này là thở ra thông thường là không đòi hỏi năng lượng co cơ nhá. Mà chỉ khi thở ra gắng sức, thở ra hết sức thì mới huy động thêm các cơ thành bụng. Được chưa ạ? Mà các cơ thành bụng ở đây chúng ta mô tả ở đây chính là thuộc nhóm cơ gì đây? Cơ chéo to, cơ chéo bé, cơ ngang bụng là thuộc nhóm cơ gì ở thành bụng? Nhóm cơ gì? Ở cái lớp, ba cơ này thuộc về nhóm cơ gì? Cơ thẳng bụng à cô? Không phải cơ thẳng bụng. Cơ thẳng bụng là nhóm cơ thẳng bụng mà gồm có cơ thẳng to và cơ thấp mà. Nó là cơ rộng bụng. Ừ, đây là nhóm cơ rộng bụng, đúng không? Các cơ thuộc về nhóm cơ rộng bụng. Cấu tạo nên thành bụng trước bên đấy, đúng không ạ? Được chưa? Đấy là về câu hỏi số 2, đúng không? Các bạn xem lại cho cô phần mô tả về các cơ này trong giáo trình nhá. Có hỏi gì không em? Ở gì không cả lớp, hai cô này có hỏi gì không? Không ạ. Nhỏ vậy thì các bạn đợi một chút nhá, để cô Huệ xong cô Huệ vào lớp chưa?
Rồi chúng ta nghỉ, các bạn nghỉ giải lao, đợi cô Huệ một chút, lát cô Huệ vào nhá. Vâng ạ. Tám giờ mười lăm bắt đầu vào tiết mới nhá. Cô Huệ đang bận một chút việc.
Chúng ta nghe được không? Có ạ. Có ạ. Rồi. Cô mở cả lớp bật cam lên, chúng ta bắt đầu nhá. Cô có vướng, có trùng lịch của một lớp khác cho nên là bây giờ cô hơi muộn một chút. Chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta được, vừa được cô Linh chia sẻ về cấu trúc đại thể rồi. Giờ còn cái phần cấu trúc vi thể thì chúng ta trình bày, bạn nào đại diện cho nhóm trình bày cho cô nào. Nào, nội dung số 3 nào. Cô, thưa cô, các bạn, em sẽ trình bày câu hỏi thứ 3 của Khang Khàng. Cô mời các em bật cam lên đã. Bật cam lên cho cô nào. Cô, các bạn có thấy không ạ? Cô chưa nhìn thấy đâu. Cô có thấy chưa? Rồi, cô nhìn thấy rồi. Cô, hôm nay em sẽ trình bày câu hỏi thứ ba của Cam Sà. Đây là thành viên nhóm em. Câu hỏi của nhóm em là trình bày biểu mô của lớp niêm mạc, các phần thuộc cấu trúc đường dẫn khí từ khoang mũi đến khí quản. Câu hỏi đầu tiên là sẽ tổng quan về phần dẫn khí. Hệ hô hấp được phân chia ra cấu trúc gồm có hai phần là phần dẫn khí và phần hô hấp. Thì phần dẫn khí gồm có hốc mũi, hầu, thanh quản, khí quản và hệ thống nhánh phế quản có đường kính giảm dần. Không khí đi vào hệ hô hấp qua mũi, miệng và đi xuống cổ họng, hầu họng và qua thanh quản. Ba đường dẫn khí còn được chia thành đường dẫn khí ngoài phổi và đường dẫn khí trong phổi. Đường dẫn khí ngoài phổi bao gồm hốc mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản gốc. Đường dẫn khí trong phổi gồm phế quản gốc trái và phổi trái có hai thùy là thùy trên, thùy dưới, trong khi phế quản gốc phải và phổi phải có ba thùy là thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Và các loại biểu mô, đường dẫn khí có 6 loại là tế bào trụ có đông chuyển, tế bào hình đài tiết nhầy, tế bào đáy, tế bào mông phía, tế bào kế tiết và tế bào nội tiết. Tế bào có đông chuyển, tế bào hình trụ có đông chuyển là tế bào có số lượng nhiều nhất. Mỗi tế bào có ít nhất 200 đông chuyển ở cực ngọn. Mỗi đông chuyển gắn với một thể đáy nên tế bào hình bầu dục. Bào tư có nhiều ti thể nằm ở dưới các thể đáy. Đông chuyển có vai trò quan trọng trong việc làm sạch không khí. Còn các tế bào hình đài tiết nhầy là loại tế bào có số lượng nhiều sau tế bào có đông chuyển. Tế bào hình trụ nên tế bào ở gần cực đáy. Bào tương trong nhân chứa đầy những hạt tinh chất nhầy do tế bào tiết ra tạo thành lớp chất nhầy phủ bề mặt đường hô hấp có tác dụng làm mỏng và bảo vệ đường hô hấp. Tế bào đáy kích thước nhỏ hình cầu nằm trên màng tế bào cực ngọn, tế bào không tiếp xúc với đường lòng dẫn khí. Tế bào này có vai trò sinh sản để thay thế cho các loại tế bào khác.
tế bào mông khía là tế bào hình trụ cực ngọn, tế bào có nhiều vi lông mao không có lông chuyển. Có hai loại tế bào mông khía là tế bào chưa trưởng thành để thay thế cho tế bào ly và tế bào lông chuyển. Và tế bào kia có những đầu tận cùng thần kinh ở cổng đáy để xem những cụ thể cảm giác. Tế bào trực tiếp thì ít gặp ở khí quản, phế quản gốc. Tế bào này tiết enzyme phân hủy lớp sulfatan. Tế bào nội tiết tương tự các tế bào đáy, có trong bào tương, có nhiều hạt nằm rải rác trong biểu mô đường hô hấp như đường tiêu hóa. Đây là hình ảnh của các loại tế bào. Một là tế bào nội tiết, hai là tế bào hình đài tiết nhầy, ba là tế bào đáy, bốn là màng đáy, năm là tế bào không có lông chuyển, sáu là tế bào có lông chuyển, bảy là sợi thần kinh, tám là tế bào trực tiếp và chín là tế bào hình khía. Tiếp theo chúng ta sẽ đến khoang mũi, hầu và thanh quản. Đây là khoang mũi. Trần hầu thì sẽ chia làm tị hầu, khẩu hầu và thanh hầu ở dưới. Nhưng mà phủ tiền đình hốc mũi, lớp biểu mô sẽ gồm biểu mô phủ niêm mạc, biểu mô mắt tầng không chuyển hóa. Phần khứu giác là mở ở phần cao nhất của hốc mũi, nhưng mà của biểu mô là biểu mô trụ đoạn tầng của ba loại tế bào là tế bào chống đỡ, hình trụ có nhiều vi mao dài và mảnh. Còn tế bào đáy là tế bào kích thước nhỏ ít biệt hóa nằm xen giữa các tế bào chống đỡ. Tế bào này để phân chia tái tế bào này phân chia để tái tạo. Cuối cùng là tế bào khứu giác là các neuron hai cực chạy nhánh quay ra bề mặt của biểu mô và tận cùng bằng đầu phình tạo ra một túi khứu giác. Một số lớp khứu giác mọc từ túi khứu giác được coi là những cơ quan hạ thụ thu nhận những kích thích. Phần hầu tiếp xúc với không khí được lập bởi biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Đây như hình ảnh bên cạnh, ta sẽ thấy là đây là dị vật đến sẽ bị giữ lại ở lớp nhầy, tiếp theo là lớp dịch lông chuyển và tế bào biểu mô, cuối cùng là màng đáy. Lớp niêm mạc thanh quản thì sẽ gồm biểu mô phủ là niêm mạc, biểu mô phủ niêm mạc là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Các dây thanh âm được phủ ở biểu mô hạ tầng không chuyển hóa. Cuối cùng là khí quản. Khí quản là ống hình trụ hơi dẹt phía sau có chiều dài khoảng 10 cm, biểu mô phủ niêm mạc là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Ngoài ra ở biểu mô khí quản còn có tế bào tiết nhầy, tế bào thanh dịch, tế bào mông khía, tế bào trung gian, tế bào đáy, tế bào Clara và tế bào nội tiết. Đây là phần thuyết trình của em. Cảm ơn cô và các bạn nghe. Thì ta vừa nghe bạn trình bày nội dung thảo luận của nhóm mình. Chúng ta có ý kiến nhận xét gì không? Duyên nào? Cô mời Bích Duyên. Duyên đâu? Cô mời Xuân. Nguyễn Thị Xuân nào? Cô em ạ.
Có nhận xét gì không? Xuân có nhận xét gì không? Em thấy các bạn làm đầy đủ rồi cô ạ. Cô mời Quốc Việt. Dạ, em thưa cô nè, em thấy bài trình bày của các bạn khá là đầy đủ rồi. Em không có nhận xét gì nữa. Cô mời Phương Thảo. Cô mời Phương Thảo nào. Em thưa cô là em thấy các bạn có hình ảnh và các bạn cũng chú giải được những cái ở trong hình ảnh mà em thấy cũng dễ hiểu ạ. Vâng, em dừng trình bày cho cô. Thế thì với câu hỏi này đó là biểu mô của lớp niêm mạc ở phần thuộc cấu trúc đường dẫn khí từ khoang mũi đến khí quản có đặc điểm cấu tạo như thế nào đúng không ạ? Và có hình ảnh minh họa. Thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu cái phần dẫn khí ở phía dưới. Đúng ra chúng ta có một buổi chúng ta học cái phần này trước, sau đó thì hôm nay chúng ta mới đi tìm hiểu về khí quản và khí nam đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là ở khí quản ấy, ở phế quản hôm nay ấy, thì nó gồm có bốn cái lớp: lớp niêm mạc, lớp cơ, lớp sụn và tuyến và lớp vào ngoài, đúng không ạ? Thế thì ở đây đó là gì? Là tìm hiểu cái đường dẫn khí ở bên trên của phế quản, đúng không ạ? Thì gồm có từ mũi đến khí quản. Thì chúng ta sẽ thấy được là đây là một cái sơ đồ bổ dọc qua khoang mũi nhá. Thì nó sẽ gồm có các cái vùng, đó là vùng tiền đình mũi, đúng không ạ? Thì vùng tiền đình đấy chính là phần phần mũi trước, chúng ta nhìn thấy đây, đúng không ạ? Đây là phần mũi trước. Ở cái phần mũi trước này thì ở cái lớp biểu mô, đúng không ạ? Biểu mô của cái lớp niêm mạc đó chính là biểu mô lát tầng không sừng hóa. Đây, ở cái vùng này. Và nó có các cái sợi lông. Có các sợi lông. Và có các cái tuyến bã, đúng không ạ? Chế tiết ra cái chất bã để mà cho các cái kháng nguyên, các bụi bẩn nó bám vào. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta ngoái mũi, chúng ta thấy có rỉ mũi đấy, đúng không? Thì chính là gì? Ở cái vùng này. Đây là người ta gọi là tiền đình mũi. Thế còn phần sau này chính là, hay còn gọi là lỗ mũi trước. Còn đây chính là lỗ mũi sau. Ở giữa này chính là khoang mũi, đúng không ạ? Khoang mũi. Thì chúng ta sẽ thấy được là ở cái vùng tiền đình mũi này thì đây chính là một cái tiêu bản cắt ngang qua cái mũi, đúng không ạ? Thì đây chính là vách ngăn mũi và cái lớp niêm mạc ở bên trong này. Lớp niêm mạc thì có cái lớp biểu mô này, chính là mũi tên chỉ vào đây, chính là biểu mô lát tầng không sừng hóa, đúng không ạ? Khi vụ chụp ở vật kính 40 chúng ta sẽ thấy được là đây là biểu mô lát tầng không sừng hóa. Nó sẽ chia ra làm 3 lớp. Cái lớp bên dưới này được gọi là lớp đáy. Cái vùng này được gọi là lớp sợi. Và trên này chính là các cái lớp tế bào dẹt, đúng không ạ? Thế thì từ cái biểu mô này chúng ta liên hệ với chức năng, đúng không ạ? Vì sao ở cái vùng mũi này, cái vùng tiền đình mũi này nó lại được phủ bởi biểu mô lát tầng không sừng hóa? Thì cho hiểu rằng là tất cả những vị trí ở trên cơ thể chúng ta, cứ những vùng nào thường xuyên trà sát, thường xuyên tiếp xúc với tác nhân cơ học thì cái vùng đấy được phủ bởi nhiều hàng tế bào xếp chồng lên nhau, đúng không ạ? Ví dụ như mặt ngoài của cơ thể chính là biểu mô lát tầng sừng hóa. Thế còn những cái vị trí khác, ví dụ như khoang miệng, khoang mũi ở phần lỗ mũi trước, rồi là giác mạc mắt, đầu núm vú, bao quy đầu của nam giới, đúng không ạ? Hay là thực quản thì đều là biểu mô lát tầng
không xương hóa là cái nơi mà gì nhiều hàng tế bào xếp chồng lên nhau để mà gì tạo thành hàng rào bảo vệ. Hàng rào bảo vệ. Cái tác nhân cơ học đấy nó không tác động xuống cái lớp mô liên kết ở phía dưới, làm tổn thương mô liên kết ở phía dưới. Nhá, thì đấy chính là gì? Cái vùng mũi trước hay là tiền đình mũi. Đây. Nhưng mà đến gì? Đến bên trong thì là ổ mũi nhá. Ổ mũi thì ổ mũi này nó sẽ chia ra làm hai cái là ba, có ba cái xoăn cuốn xoăn mũi là xoăn mũi trên, xoăn mũi giữa và xoăn mũi dưới, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thấy đây là các cái xoăn mũi, đúng không ạ? Thì cái niêm mạc phủ cho ở bên trong này thì không phải là biểu mô lát tầng không sừng hóa nữa, mà nói lại là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Và nhìn thấy đây là cái tiêu bản cắt trên bề mặt mặt của biểu mô, thì đây chính là những sợi lông chuyển và đây chính là nhiều hàng tế bào. Nhìn giống như nhiều hàng tế bào nhưng thực chất các cái tế bào này nó đều là các tế bào hình trụ đều đứng trên màng đáy, nên là biểu mô trụ giả tầng và trên cực ngọn nó có những sợi lông chuyển mà chúng ta học rất là rõ ở hay là rất là kỹ ở phế quản hôm nay chúng ta học nhá. Phế quản cũng là biểu mô lát tầng trụ giả tầng có lông chuyển và những lông chuyển đấy có chức năng chuyển động theo một chiều từ trong ra ngoài. Thế chúng ta so sánh giữa cái vùng tiền đình mũi và cái vùng xoang mũi thì khoang mũi thì nó khác hẳn nhau, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta ngoáy mũi chẳng hạn, nếu mà chúng ta ngoáy bên ngoài chúng ta cảm thấy không đau, đúng không ạ? Không đau bởi vì nó phủ bởi nhiều hàng tế bào xếp biểu mô xếp chồng với nhau. Nhưng chẳng may chúng ta thấy dùng cái tăm bông chúng ngoáy sâu một chút thì nó giờ cảm thấy rất là đau rát, thậm chí là thì còn chảy máu ra cơ, vì cái lớp biểu mô đấy nó chỉ một hàng tế bào thì nó rất dễ bị tổn thương nhá, là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Sau thì cái vùng phía sau đây, đây bên trong đó các cái xoăn mũi mà cô nói gồm có xoăn mũi trên, xoăn mũi giữa và xoăn mũi dưới. Thì giữa các cái xoăn mũi này thì có các cái ngách, người ta gọi là ngách mũi, đúng không ạ? Ngách mũi trên, ngách mũi giữa và ngách mũi dưới, đúng không ạ? Các cái xoăn mũi này thì cái biểu mô nó là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển như cô vừa nói nhá. Có nhiều các cái tế bào hình đài tiết nhầy, đúng không ạ? Hình đài tiết nhầy là chế tiết ra chất nhầy để mà phủ trên bề mặt của biểu mô, để giúp cho các cái kháng nguyên, các bụi bẩn khi đi vào trong mũi thì nó lắng được trên cái lớp dịch nhầy đấy và nhờ lông chuyển để vận chuyển ra bên ngoài. Đây, chúng ta nhìn thấy đây chính là các cái xoăn mũi, đúng không ạ? Và đây, cái lớp biểu mô đây. Đây là lớp biểu mô trụ giả tầng, trên cực ngọn nó có những sợi lông chuyển và có nhiều các tế bào sáng màu này chính là các tế bào hình đài tiết nhầy, là chế tiết cho chân nhầy để mà tạo thành cái dịch nhầy đủ trên bề mặt của biểu mô. Ở cái vùng mũi này nó có một cái vùng rất là đặc biệt mà bạn đại diện cho nhóm trình bày cũng nói rất là rõ rồi, đúng không ạ? Đó chính là vùng khứu giác, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy đây, đây chính là khoang mũi, thì đây là lỗ mũi trước, đây là lỗ mũi sau. Vậy thì ở trên cái sàn mũi, trên cái sàn mũi này thì có cái cơ quan đó là cơ quan khứu giác, đúng không ạ? Khi phóng to lên thì chúng ta thấy rằng đây, bên trên này chính là não, dưới não là có một cái xương, có nhiều các cái lỗ, người ta gọi là lỗ sàng hay mắt sàng, hay gần là xương này người ta gọi là xương sàng. Dưới cái xương sàng này chính là lớp mô liên kết, và dưới lớp mô liên kết nó phủ bởi cái tế bào biểu mô đây, đúng không ạ? Tế bào biểu mô. Thì biểu mô ở đây cũng là biểu mô trụ giả tầng, trụ giả tầng, nhưng ở đây không phải là gì trụ giả tầng có lông chuyển như các vùng khác, mà nó rất là đặc biệt, nó gồm có ba loại tế bào. Chúng ta nhìn thấy cái tế bào màu xanh da trời này, thì đây chính là các tế bào chống đỡ, có chức năng chống đỡ cho các cái tế bào khác. Còn tế bào màu xanh nước biển này thì đây chính là tế bào đáy, tế bào đáy nó có khả năng biệt hóa để tạo thành cái tế bào chống đỡ. Thế còn xen kẽ giữa các tế bào đáy và tế bào chống đỡ thì chúng ta nhìn thấy cái tế bào màu vàng này, thì đây được gọi là tế bào khứu giác. Bản chất của tế bào khứu giác này chính là các neuron hai cực nhá. Nó gồm có hai cực. Cực này là gì? Cực này là cực nhánh hay là sợi nhánh. Và đây là thân neuron và đây là sợi trục. Vậy thì cái sợi nhánh này thu nhận các cái phân tử mùi từ cái lớp hòa tan, dịch hòa tan ở đây, đi qua thân và đi theo sợi trục.
qua cái lớp mô liên kết, qua cái lỗ sàng nhá, qua cái lỗ sàng đây, cái mắt sàng đây, và tới cái hành khứu giác ở cái nền sọ này, hành khứu giác nó mới có một cấu trúc phình ra, và trong đấy nó tạo synapse với lại các tế bào thần kinh mũ xừ ở đây, và nó dẫn và nó theo cái dây thần kinh khứu giác để dẫn lên não nhá. Thì đấy chính là gì, là cái neuron hai cực. Ở đây nữa, đó là trong cái lớp đệm này nó còn có các tuyến nhá. Tuyến này mang tên của tác giả được gọi là tuyến Bowman, tuyến Bowman. Thì cái tuyến Bowman này nó có cái chức năng chế tiết một cái chất dịch rất là loãng, là cái chất tạo mùi, đúng không ạ? Các cái dịch tiết có protein. Và cái chất này nó có ái tính rất là mạnh với lại các phân tử mùi, cho nên là làm cho các phân tử mùi khi mà đi vào trong mũi nó sẽ được hòa tan, đúng không ạ? Và nó nhờ cái dây thần kinh khứu giác này để nó dẫn gì? Dẫn về hành khứu và synapse với lại cái neuron hình mũ xư ở trong khứu giác này, đúng không ạ? Và mùi nó đi theo sợi trục, đúng không ạ? Nó tới các cái lá sáng là các cái neuron tạo hành khứu giác, đúng không ạ? Xác lập nên một cái synapse ở cái vùng khứu giác này, cảm nhận cái phân tử mùi và đưa lên não. Thì đây chính là cái vùng mà khá là gì? Khá là đặc biệt ở trên cơ thể chúng ta. Đây, đây chính là biểu mô của khứu giác. Mô của khứu giác. Đây. Tiếp theo nữa, đó là gì? Ngã ba họng hầu nhá. Ngã ba họng hầu là cái vùng này. Thì cái niêm mạc phủ lên cái ngã ba họng hầu này, đúng không ạ? Nếu mà cái vùng mà nó liên tiếp với lại vòi tai nhá, liên tiếp với vòi tai là cái vùng này. Vòi này mang tên của tác giả được gọi là vòi Eustace, đúng không? Vòi Eustace. Và cái vùng mũi là phía trước ổ miệng đây. Và cái thanh quản là cái vùng này. Đó. Thì biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển nó sẽ có ở những cái khoang mũi nhá, khoang mũi là cái vùng này liên tiếp với lại niêm mạc phủ của thính giác, chính là cái vòi Eustace. Còn biểu mô mô phủ của hạch nhân là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển nhá, và thấy rằng là cái vùng này là tiếp giáp với lại cái khoang miệng, thì cái cuống lưỡi này, đúng không ạ? Cái vùng này thì là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Biểu mô lát tầng không xương hóa chứ. Cái phần tiếp xúc với lại cái khoang miệng này chính là biểu mô lát tầng không xương hóa. Ở cái vùng cuống lưỡi này. Đây, khi cắt tiêu bản thì chúng ta sẽ thấy được đây. Đó, tất cả những cái biểu mô này chính là biểu mô trụ giật, biểu mô lát tầng không xương hóa. Là nhiều hàng tế bào xếp chồng lên nhau. Thế còn thanh quản thì sao? Đúng không ạ? Đây chính là cái vùng thanh quản ở cái nhìn cái mặt trên. Thì biểu mô của niêm mạc dọc theo chiều dài của thanh quản nó không hoàn toàn giống nhau, đúng không? Đây chính là nắp thanh quản này. Nắp thanh quản. Ở cái mặt trước, nửa trên, sau nếp thanh quản và các cái dây thanh âm đều được lập ở biểu mô lát tầng không xương hóa, là cái vùng liên tiếp với lại cái cuống lưỡi này. Thế còn các cái vùng khác như ở bên dưới này, phần dưới này, tiếp xúc với lại khí quản thì nó là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái biểu mô này nó rất là phù hợp. Đó, cái vùng nào mà thường xuyên tiếp xúc với lại tác nhân cơ học thì cái vùng này nó phù với nhiều hàng tế bào. Thế còn nếu mà cái vùng nào mà không tiếp xúc với tác nhân cơ học thì nó chỉ là một hàng tế bào thôi nhá. Đây là thanh quản này, và nhìn thấy thanh quản này là cái mà nếp đóng mở, đúng không? Khi mà chúng ta nuốt thì nó đóng lại để bịt kín cái đường hô hấp lại, khi mà nói thì chúng ta nó lại mở ra để lưu thông không khí. Thì cái nắp thanh quản này nó sẽ gồm có hai mặt. Cái phần bên trên này chính là biểu mô lát tầng không xương hóa, chính là cái phần mà nó quay về cái cuống lưỡi,
về mặt lưỡi. Thế còn gì? Cái mặt này nhá. Cái mặt này là cái mặt mà quay xuống phía dưới đường hô hấp, thì nó là được phủ bởi biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Dưới cái lớp biểu mô thì cái vùng này chính là lớp đệm. Dưới lớp đệm này chính là những miếng sụn trong. Dưới miếng sụn trong này chính là các cái tuyến chế tiết, tuyến chế liết ra các chất nhảy. Thế còn khí quản thì sao? Đúng không? Biểu mô của khí quản chính là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Nó gồm có 8 loại tế bào, như là tế bào có lông chuyển, tế bào tiết nhảy, tế bào tiết thanh dịch, tế bào trung gian, tế bào mâm khía, tế bào đáy, rồi là tế bào collagen, tế bào nội tiết. Đúng không? Đây. Mà hôm nay cô đã nói với chúng ta là ở khí quản, ở phế quản thì cái biểu mô của nó cũng là cái biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển giống như khí quản. Và khi quan sát cái biểu mô đấy thì chúng ta ở cái vật kính lớn chúng ta phải phân biệt được 8 loại tế bào. Và trên bề mặt của cái tế bào biểu mô này thì nó luôn được phủ bởi một lớp chất nhảy để mà cho các kháng nguyên, các bụi bẩn, các vi khuẩn, virus khi đường vào đường hô hấp thì nó sẽ được lắng lên trên cái lớp đó. Thì đó chính là cái câu hỏi số 3. Với câu hỏi này cả lớp có bạn nào có ý kiến gì không các em? Dạ không có. Thế cô mời bạn tiếp theo trình bày nội dung câu hỏi số 4. Cô và các bạn có nhìn thấy màn hình chia sẻ của em ạ? Cô chưa nhìn thấy. Đã được chưa ạ? Cô chưa nhìn được đâu. Em chia sẻ lại đi. Rồi, được rồi chắc. Vâng. Lại mất rồi. Lại mất rồi. Ồ. Rồi, cô thấy rồi. Vâng. Dạ, em xin thay mặt cho nhóm 6 thuyết trình cho câu 4 ạ. Đây là danh sách nhóm em ạ. Nội dung câu hỏi thảo luận là mô tả cấu trúc vi thể. Ừ, rồi. Mô tả cấu trúc vi thể và liên hệ chức năng các thành phần trong cấu trúc khí quản. Về khí quản thì là một ống dẫn khí hình lăng trụ nối tiếp từ dưới thanh quản ngang mức đốt sống của 6 với hệ phế quản của phổi gồm 16 đến 20 vòng sụn hình chữ C. Chức năng của khí quản thì ngoài dẫn khí thì còn có các chức năng như là điều hòa lượng không khí đi vào phổi hoặc là làm tăng khả năng trao đổi khí vào phổi. Về cấu tạo vi thể thì gồm có 3 lớp. Niêm mạc gồm có biểu mô và lớp đệm, lớp dưới niêm mạc và lớp áo ngoài. Về lớp niêm mạc thì nằm ở phía trong cùng của thành khí quản gồm lớp biểu mô và lớp đệm. Lớp biểu mô thuộc lại biểu mô trụ giả tầng, chủ yếu là các tế bào có lông chuyển, xen kẽ có các tế bào hình đài tiết nhảy và những tế bào đáy nằm gần màng đáy. Những tế bào của biểu mô tuy xếp thành nhiều lớp nhưng đều có chân bám vào màng đáy. Tế bào lông chuyển. Bộ máy Golgi nằm ở phía trên nhân và lưới nội bào kém phát triển. Đỉnh được phủ lớp dịch nhảy do tế bào hình đài tiết ra, có thể cản vật thể lại bụi bặm ra ngoài. Tế bào tiết nhảy
thì bào tương phía trên nhân có lưới nội bào rất phát triển, giàu tiết chế, chức năng tiết chất nhảy. Tế bào thanh dịch, hệ thống lưới nội bào có hạt phát triển hạt, tiết chế đậm đặc nằm phía dưới nhân. Sản phẩm của các tế bào này là thanh dịch có độ quánh thấp, có men lidocine, kháng thể IgA và có thể có cả interferon. Tế bào mưng khía có những vi nhung mao cao khoảng 2 mm, micromet, hướng vào lòng khí quản, chưa có sự khẳng định về chức năng. Tế bào trung gian là tế bào đang biệt hóa, có thể biệt hóa thành tế bào lông chuyển hoặc tế bào chế tiết. Đây là những tế bào nguồn có thể sẽ biệt hóa để thay thế cho những tế bào phía trên. Tế bào đáy có hình tháp nhỏ, nhân nằm thấp hơn nhân tế bào trụ, ít bào quan, nên là có thể biệt hóa thay những tế bào trên. Tế bào Clara không có lông chuyển, mặt nhọn có vi nhung mao, phần bào tương cực nhọn có nhiều lưới nội bào không hạt và những hạt tiết chế, có vai trò hình thành chất hoạt diện hay chất phủ ở bề mặt đường hô hấp. Tế bào nội tiết đứng thành đám, liên hệ với đầu tận cùng thần kinh nội tiết. Lớp đệm là loại mô liên kết thưa, ít sợi chun, có chức năng lót, có nhiều mạch máu thần kinh, là nơi diễn ra quá trình trao đổi chất và nuôi dưỡng lớp biểu mô tầng bằng sự thẩm thấu qua màng đáy. Tầng dưới niêm mạc trong mô liên kết, các tuyến ngoại tiết hỗn hợp giúp làm ẩm biểu mô. Có các tế bào có chức năng miễn dịch như lympho bào, đại thực bào, tương bào tạo các nang bạch huyết. Có 16-20 tấm sụn trong hình chữ C khuyết ở mặt sau khí quản. Về lớp áo ngoài thì là mô liên kết thưa chứa nhiều tế bào mỡ và có các mạch máu, thần kinh, khí quản. Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe. Rồi, sau khi bạn Trang trình bày, thì chúng ta có nhận xét gì không? Em có nhận xét gì về câu hỏi này không? Cấu tạo phi thể liên hệ với lại chức năng của các thành phần cấu trúc của khí quản, đúng không ạ? Trang không kiếm được những hình ảnh của các tế bào ở biểu mô, 8 loại tế bào ở biểu mô của khí quản à? Biểu mô nào? Biểu mô của khí quản ấy, biểu mô của khí quản khi xem vào vật kính lớn thì chúng ta sẽ phân biệt được 8 loại tế bào ấy. Không đúng không? Thế thì ở cái câu 3 chúng ta đã mô tả cái lớp biểu mô từ cái vùng mũi đến khí quản. Bây giờ chúng ta mô tả cái cấu trúc của cái khí quản đấy, nó sẽ gồm có những thành phần như thế nào, đúng không? Thì như bạn Trang đã mô tả đó là gì? Cái khí quản này về mặt cấu trúc giải phẫu thì nó dài khoảng 10 cm, chúng ta nhìn thấy đây. Đây là sụn giáp và dưới sụn giáp này chính là gì? Khí quản, là một cái ống này, hình trụ. Nó dài khoảng 10 cm. Đường kính của nó từ khoảng 2 đến 2,5 cm và nó được kết lại bởi từ 16 đến 20 các cái miếng sụn trong hình chữ C không liên tục khuyết ở phía sau nhá, khuyết ở phía sau. Và cái thành của cái khí quản này, đây là một cái lát cắt ngang, tiêu bản cắt ngang qua cái thành của khí quản. Đây chính là thực quản này, phía trước này chính là khí quản. Thì đây chính là cái phần khuyết của miếng sụn ở phía sau. Cái thành này thì nó gồm có 3 tầng, là tầng niêm mạc, tầng dưới niêm mạc, tầng vỏ ngoài. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy đây. Đây chính là cái phần khuyết ở phía sau, không có miếng sụn trong đây. Vậy thì cái đây chính là tầng niêm mạc, tầng dưới niêm mạc và tầng vỏ ngoài. Thế tầng niêm mạc của khí quản này nó sẽ chia ra làm hai lớp.
Một đó là lớp biểu mô, đúng không ạ? Lớp biểu mô giống như là câu 3 chúng ta mô tả, đó là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển, đúng không ạ? Thế còn dưới cái lớp biểu mô chính là lớp đệm, à, mô liên kết thưa, đúng không ạ? Có chức năng đệm lót bảo vệ, bao bọc, nuôi dưỡng. Do biểu mô, cấu tạo chủ yếu là những sợi chun. Thế thì cái biểu mô của khí quản này nó sẽ gồm có 8 loại tế bào mà bạn Trang đã mô tả, đúng không ạ? Mô tả nhưng mà bạn không tìm được cái hình ảnh để mà mô phỏng cho các tế bào này, đúng không ạ? Như là các cái tế bào có lông chuyển, đa số đó là biểu mô là các tế bào có lông chuyển. Chính vì vậy mà tên của cái biểu mô này chính là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Ngoài ra nó còn có các cái tế bào như là tế bào chất nhầy, tế bào tiết thanh dịch, các tế bào trung gian, tế bào mô khí, tế bào đáy, tế bào Glaza và tế bào nội tiết, đúng không ạ? Thì đây chính là một cái tiêu bản mô phỏng cho cái biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển, đúng không ạ? Là các tế bào hình trụ, nhìn giống như là nhiều hàng tế bào xếp chồng với nhau, nhưng thực chất các cái tế bào này có những tế bào nằm ở đáy, có những tế bào nằm ở lưng chừng, có những tế bào nhân nằm ở rất là cao, nhìn giống như nhiều hàng tế bào xếp chồng với nhau, và cực ngọn của nó có những sợi lông có khả năng chuyển động được, cho nên người ta gọi là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Thì nó sẽ gồm có tiếp theo dưới cái lớp cái tầng niêm mạc, đó là tầng dưới niêm mạc là mô liên kết thưa, đúng không ạ? Và ở đây nó có các cái tuyến nhá, các cái tuyến này chính là tuyến ngoại tiết, đúng không ạ? Chế tiết ra chất nhầy đầy đủ trên bề mặt của biểu mô, thì chúng ta nhìn thấy là cái vùng này chính là tầng niêm mạc, đúng không ạ? Tầng niêm mạc thì nó sẽ gồm có các tuyến sáng màu này, chính là gì, các cái tuyến ngoại tiết chế tiết ra dịch đầy đủ trên bề mặt của biểu mô. Thế còn đây chính là cái miếng sụn trong, miếng sụn trong hình sụn chê khuyết ở phía sau. Thế còn cái vùng bên ngoài này nhá, thì chính là lớp áo ngoài, bản chất của nó là mô liên kết. Đây, từ đây đến đây chính là tầng niêm mạc, từ đây đến đây là tầng dưới niêm mạc. Tầng niêm mạc thì chia ra làm hai lớp, thì cái lớp bên trên này chính là lớp biểu mô nhá, biểu mô. Đây, lớp này là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Dưới lớp biểu mô thì cái vùng này chính là lớp đệm nhá, vùng này chính là lớp đệm. Dưới lớp đệm thì chúng ta nhìn thấy các cái tuyến này thuộc tầng niêm mạc, gồm có các tuyến tiết nhầy, thì đây là tuyến, và đây chính là những miếng sụn trong, đây là miếng sụn trong. Thế thì cái biểu mô của khí quản này nó sẽ gồm có 8 loại tế bào, đúng không ạ? Thì cái tế bào chiếm đa số đó là tế bào có lông chuyển, đúng không ạ? Vì sao gọi là tế bào có lông chuyển? Bởi vì trên cực ngọn nó có những sợi lông có khả năng chuyển động được, thì đây là tế bào biểu mô, đúng không ạ? Có những sợi lông chuyển. Và cực ngọn của nó có các cái thể đáy để những sợi lông chuyển này bám vào. Ngoại trong bào tương thì nó gồm có bộ Golgi, rồi là lưới nội bào. Những sợi lông này nó chuyển động theo một chiều là từ trong ra ngoài, giúp vận chuyển đến thang nguyên để giống ra ngoài. Tiếp theo là các tế bào tiết nhầy, người ta gọi là tế bào hình đài tiết nhầy. Nhìn nó giống như hình đài hoa hay là giống hình cái ly, đúng không ạ? Cái vùng này chính là cái phần mà tay chúng ta cầm một cái ly, còn cái phần này cái bầu đựng rượu, người ta gọi là tế bào hình ly hay là tế bào hình đài, đúng không ạ? Ở cái tế bào này thì nó có cái chức năng chế tiết ra cái chất nhầy dịch, người ta còn gọi là cái tế bào ở trên cực ngọn, nó có các cái hạt chế tiết, đúng không ạ? Tiết ra các dịch nhầy để phủ trên bề mặt của biểu mô nhé. Và vì nó chế tiết ra chất nhầy cho nên khi mà làm tiêu bản ấy, thì cái vùng này nó sẽ thấy sáng màu. Ngoài ra nó còn có các cái tế bào khác như là tế bào tiết thanh dịch nhá. Đây, như là tế bào tiết thanh dịch. Thì trong cái tế bào này, lưới nội bào nó có hạt, có rất nhiều các cái hạt chế tiết đậm đặc. Và nó chế tiết ra các cái một số các loại men, đúng không ạ? Trong đó có cả cái kháng thể IgA, đúng không ạ? Interferon. Phủ trên bề mặt của biểu mô, đúng không ạ? Ngoài ra những tế bào có những tế bào mà nó nằm sát với màng đáy, ví dụ như đây là màng đáy, nó là một cái màng liên kết, ngăn cách bên trên là biểu mô, dưới là mô liên kết, thì nó có những tế bào nằm sát với màng đáy này, người ta gọi là tế bào đáy. Vậy thì những cái tế bào này nó có cái chức năng là gì? Chức năng là sinh sản. Nó có khả năng sinh sản để biệt hóa lại tạo thành các cái tế bào như là tế bào có lông chuyển, tế bào mâm khí hay là tế bào tiết thanh dịch, vân vân. Đó, là cái tế bào sinh sản hay còn gọi là tế bào nguồn hay là tế bào đáy.
nó là có cái tế bào nằm ở lưng chừng này, người ta gọi là tế bào trung gian. Cái tế bào trung gian này là cái tế bào đang biệt hóa, nó biệt hóa từ cái tế bào đáy này để mà thì tạo thành cái tế bào trung gian, và từ tế bào trung gian này nó có thể trưởng thành để tạo thành cái tế bào có lông chuyển, tế bào có mâm khía hay là tế bào hình đài. Tiếp theo đó là tế bào mâm khía. Chúng ta nhìn thấy đây, đây chính là cái tế bào có lông chuyển, đây chính là cái tế bào chế tiết. Đây, đây tế bào này chính là tế bào mâm khía. Thì nó có các vi nhung mao cao khoảng 2 micromet. Nhá. Bản chất của vi nhung mao này do bào tương của tế bào đội màng bào tương lên để tạo thành. Ở trong bào tương thì nó, đây, thể hiện bằng màu xanh này. Trong bào tương thì giàu lưới nội bào, không có hạt và hạt glycogen. Và cái tế bào mâm khía này thì đấy chính là cái tế bào hấp thu. Nếu mà là các tế bào này ở những vị trí ví dụ như thành ruột, đúng không? Thành của ruột non chẳng hạn, hay là thành của cái ống góp ở thận chẳng hạn, thì cái tế bào này có chức năng là gì? Tái hấp thu và hấp thu các cái chất có lợi cho cơ thể. Thế nhưng mà gì? Ở đây thì người ta cũng chưa xác định được là chính xác xem cái tế bào mâm khía này nó có cái chức năng gì đối với cơ quan hô hấp. Thì vào đây bằng cái kính hiển vi điện tử quét, người ta nhìn thấy những cái tế bào này chính là tế bào tiết nhảy. Những tế bào này là những tế bào có những sợi lông chuyển. Thế còn tế bào mà gì? Có những lông chuyển ngắn như này. Đúng không ạ? Đó như này thì thường là tế bào mâm khía. Ngoài ra còn có các tế bào khác như là tế bào Claza, đúng không ạ? Tế bào Claza. Thì tế bào này nó có các vi nhung mao rất là ngắn ở cực ngọn, có nhiều lưới nội bào không hạt và các hạt chế tiết. Thì cái vai trò của tế bào Claza này thì nó chế tiết ra một cái chất phủ mà hôm nay chúng ta học ở phế nang ấy, đó là phế bào 2 ấy. Nó chế tiết ra chất phủ sulfatan để láng trên bề mặt của phế nang, làm giảm cái sức căng bề mặt của phế nang, làm cho phế nang không bị dẹp. Vậy thì ở các ống dẫn khí cũng vậy, nó cũng có các cái tế bào như là cái tế bào Claza, nó có chức năng chế tiết ra chất phủ sulfatan đấy ở trên gì? Bề mặt đường hô hấp nhá. Láng trên bề mặt của đường hô hấp chính là cái tế bào Claza. Ngoài ra thì cái biểu mô của khí quản này nó còn có chức năng nội tiết nữa, đúng không? Chức năng nội tiết là gì? Nó trong cái bào tương này nó có các hạt chế tiết nhỏ trong bào tương, đặc biệt là cái vùng đáy của tế bào, đáy của tế bào. Cũng có thể là gì? Cái tế bào này nó đứng thành đám và nó liên hệ với lại tận cùng của các cái thần kinh nội tiết, chúng ta thể hiện với màu vàng này. Tận cùng của thần kinh nội tiết. Và nó có cái chức năng là gì? Có chức năng chế tiết ra cái chất tiết, đó là catecholamine. Thì đấy chính là từ cái cấu trúc vi thể của khí quản, nó sẽ gồm có 4 lớp và mỗi lớp đấy nó cũng có cái cấu trúc mô học, và từ đấy là liên hệ với lại chức năng của nó, đặc biệt đó là 8 loại tế bào trên bề mô. Đấy là cái nội dung của câu hỏi số 4. Thế thì cô vừa chia sẻ với chúng ta hai cái nội dung liên quan đến cấu trúc vi thể cả lớp, có bạn nào có ý kiến gì về hai câu hỏi này không? Em cả lớp. Cả lớp có bạn nào có ý kiến gì về hai câu hỏi này không? Dạ không. Chẳng bạn nào nói gì cả. Rồi nếu không có ý kiến gì thì cô mời cả lớp nghỉ. Cô chào cả lớp. Chào cô ạ. Chào cô. Chào cô. Chào cô.